Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Diễn biến hy hữu. Rau mắc hơn thịt nên các giám mục cho phép người Công giáo ăn thịt vào đêm giao thừa ở Ba Lan. Năm 2021 tại Vatican với các con số. Giáo hội tại Hoa Kỳ chờ đợi một tin vui trọng đại trong năm nay. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Diễn biến hy hữu, rau mắc hơn thịt, nên các giám mục cho phép người Công giáo ăn thịt vào đêm giao thừa ở Ba Lan. Người Công giáo ở Ba Lan đã được phép ăn thịt vào đêm giao thừa năm nay, rơi vào ngày thứ Sáu là ngày theo luật thường là các tín hữu phải kiêng thịt. Ngày 31 tháng 12 ở Ba Lan, gọi là ngày thánh Sylvester, nhiều người Ba Lan đã chào đón năm mới với các bữa tiệc có xúc xích, thịt nguội và các món thịt khác. Thông thường, người Công giáo chiếm hơn 90% dân số được yêu cầu kiêng thịt vào ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, hầu hết các giáo phận đều chuẩn trước trong năm nay, nhưng đề nghị rằng đổi lại các tín hữu nên cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng hoặc bố thí cho người nghèo. Do các biến động liên quan đến coronavirus, việc vận chuyển khó khăn, ngày nay một bữa tiệc chay với các loại rau quả tươi có thể còn mắc hơn các bữa tiệc bằng các loại thịt khô như xúc xích và thịt nguội. Đức Hồng Y Kazimier Nisch, Tổng Giám mục của Warsaw cho biết, xét đến hoàn cảnh ngày 31 tháng 12, khi anh chị em tổ chức các cuộc gặp gỡ gia đình và xã hội và những cử hành hân hoan khác, tất cả mọi người trong Tổng giáo phận Warsaw được miễn tuân theo bản chất sám hối của ngày thứ Sáu và nghĩa vụ kiêng ăn thịt. Các tín hữu nên tận dụng thời gian này dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và chọn hình thức đền bù bằng các hành động thương xót hoặc bố thí cho những người khó khăn. Ngài nói thêm, Đức cha Joseph Kunpi, Tổng giám mục của Rochlab, cho biết Ngài hy vọng quyết định này sẽ không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các cá nhân, mà còn giúp hiểu rõ hơn về việc kiêng thịt vào các ngày thứ Sáu khác của cả năm. Theo báo cáo của PROS, các miễn chuẩn tương tự đã được ban hành tại 31 trong số 41 giáo phận trong cả nước. Khoảng 87 giáo luật Công giáo cho biết, mỗi khi xét thấy có lợi ích thiêng liêng cho các tín hữu, giám mục giáo phận có quyền miễn chuẩn cho họ khỏi phải giữ những luật có tính cách kỷ luật, dù là luật phổ quát hay là luật địa phương, do quyền bính tối cao của giáo hội đã ban hành cho lãnh thổ hay cho các người thuộc quyền mình, nhưng không được miễn chuẩn những luật hình sự hoặc tố tụng, cũng như những luật mà việc miễn chuẩn được đặc biệt dành riêng cho tông tòa hay cho một nhà chức trách khác. Giáo hội tại Hoa Kỳ chờ đợi một tin vui trọng đại trong năm nay. Dự kiến sẽ không có phán quyết của tối cao pháp viện đối với vụ Dobbs kiện tổ chức y tế phụ nữ trong 5 tháng sắp tới. Nếu những người ủng hộ sự sống chiến thắng, đây là những gì họ nên sẵn sàng trước các phản ứng từ những người ủng hộ phá thai. Quyết định được chờ đợi từ lâu của tòa án tối cao về việc phá thai gần như chắc chắn là một thỏa thuận đã được quyết định. Các thẩm phán và thư ký của họ biết kết quả nhưng họ không được phép tiết lộ. Chúng ta sẽ không thể biết trong 5 tháng nữa. Điều đó không có nghĩa là kết quả bây giờ là không thể thay đổi, vì các quyết định của tòa án tối cao không phải là chung cuộc cho đến khi tòa án công bố. Vì vậy, lời cầu nguyện cho một phán quyết ủng hộ mạng sống vẫn còn rất cần. Tòa án đã nghe Dobbs và tổ chức y tế phụ nữ tranh luận vào ngày 1 tháng 12 và 2 ngày sau, các thẩm phán theo tập tục thông thường gặp riêng để nói với nhau về quan điểm của họ và bắt đầu quá trình viết ý kiến. Tại sao phải mất đến 5 tháng? Có thực sự phải mất đến 5 tháng không? Thưa, thực sự phải mất đến 5 tháng. Nó liên quan đến việc nghiên cứu, soạn thảo ý kiến của khối đa số, lưu hành tài liệu đó giữa các thẩm phán khác để thêm thắt và sửa đổi, viết thành lưu hành các ý kiến bất đồng chính và viết một số lượng không xác định các ý kiến đồng tình và phản đối của từng thẩm phán.
vì tất cả các thẩm phán có lẽ sẽ muốn cho thế giới và sử sách biết họ đã đứng ở đâu trong vụ án này, nên quá trình này có thể mất một khoảng thời gian. Và hãy nhớ rằng, trong khi đó, tòa án sẽ phải tuân theo cùng một thủ tục như thế trong tất cả các trường hợp khác sẽ được quyết định trong thời gian này. Chuẩn bị cho phản ứng ủng hộ phá thai. Bây giờ, chúng ta hãy giả sử rằng, như điều nhà quan sát nhận định, có nhiều khả năng phán quyết trong vụ Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ sẽ là một chiến thắng phò sinh. Nó có thể thực hiện trong một trong hai hình thức sau. Hình thức thứ nhất và thích hợp nhất là đảo lộn hai quyết định phò phá thai trước đó trong vụ Roe kiện Ward vào năm 1973, trong đó phát minh ra một điều chưa từng được biết đến trong hiến pháp là quyền phá thai, và vụ Planned Parenthood kiện Casey vào năm 1992, trong đó tái khẳng định phán quyết Roe kiện Ward. Hình thức thứ hai, kém hấp dẫn hơn, cho phép các tiểu bang áp đặt giới hạn có ý nghĩa về phá thai, trong khi bằng cách nào đó vẫn giữ lại khuôn khổ Roe và Casey. Nếu tòa án tối cao đưa ra một trong hai loại phán quyết, các lực lượng ủng hộ phá thai sẽ ngay lập tức tăng áp lực cho việc thêm 4 thẩm phán ủng hộ phá thai mới vào tòa án tối cao, thậm chí 5 thẩm phán nếu thẩm phán Stephen Breyer nghỉ hưu, với mục đích giành lại thế thượng phong tại tối cao pháp viện. Trong trường hợp đó, những người phò phá thai tự xưng là phản đối việc chính trị hóa tòa án sẽ ủng hộ việc chính trị hóa tòa án một cách triệt để. Những người ủng hộ sự sống phải ngay lập tức cho các thượng nghị sĩ và đại diện của họ biết rằng họ không muốn thấy điều đó xảy ra. Những người ủng hộ sự sống cũng phải quan tâm đến cuộc bầu cử vào tháng 11 giống như những đối thủ ủng hộ phá thai của họ chắc chắn sẽ làm. Hàng trăm ghế trong quốc hội và các cơ quan lập pháp tiểu bang có thể hoán đổi giữa hai đảng. Mối đe dọa của Trung Quốc đối với Kinh Thánh. Kính thưa quý vị và anh chị em, Nina Shia là giám đốc trung tâm tự do tôn giáo của Viện Hudson và là một luật sư quốc tế về nhân quyền. Trong bài China's Threat to the Bible, nghĩa là mối đe dọa của Trung Quốc đối với Kinh Thánh, cô cho chúng ta thấy lòng ao ước truyền giảng tin mừng của Liên Hiệp các Hiệp hội Kinh Thánh Quốc tế đã bị Cộng sản lợi dụng như thế nào và đâu là những mối đe dọa khi mà ngày nay hầu hết các nhà xuất bản Kinh Thánh vì muốn giảm giá thành đã lệ thuộc vào một công ty của Trung Quốc trong việc in sách Kinh Thánh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Kinh Thánh là cuốn sách bán chạy nhất tại Hoa Kỳ. Trong 20 cuốn sách bán chạy nhất trong năm tại Mỹ, số sách Kinh Thánh được bán ra nhiều hơn 19 cuốn sách kia cộng lại. Tuy nhiên, một công ty của Trung Quốc gần như độc quyền về việc in Kinh Thánh, có nghĩa là nếu xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn vì các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc, thì sự thiếu hụt Kinh Thánh ở Mỹ sẽ lập tức xảy ra. Điều này gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả quyền tự do tôn giáo cơ bản của các Kitô hữu tại Hoa Kỳ, cũng như an ninh quốc gia tại Mỹ. Hàng năm, hơn 20 triệu cuốn Kinh Thánh Tin Lành và Công giáo được đưa ra thị trường bởi các công ty xuất bản Kinh Thánh lớn nhất Hoa Kỳ. Nhưng ít ai biết rằng, hầu hết những cuốn Kinh Thánh này đều được in tại Trung Quốc bởi công ty in ấn hữu hảo AMIT. Do các quyết định của các nhà xuất bản của Mỹ, các Kitô hữu Mỹ rơi vào một tình trạng oái oăm là phải lệ thuộc về mặt cung ứng Kinh Thánh vào một quốc gia đàn áp Kitô hữu khét tiếng nhất thế giới. Khi Trung Quốc tăng cường đàn áp tôn giáo tại quê nhà và được tình báo Hoa Kỳ coi là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ hiện nay, chuỗi cung ứng Kinh Thánh này ngày càng bấp bênh. Tuy nhiên, các nhà xuất bản Kinh Thánh không hề có kế hoạch sử dụng một nhà máy in nào khác để thay thế. Tình trạng của chuỗi cung ứng này đã được thử nghiệm vào năm 2019, khi chính quyền của Tổng thống Trump đề xuất mức thuế thương mại rộng rãi để cân bằng tốt hơn quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Kế hoạch này cố nhiên bao gồm thuế quan đối với Kinh Thánh. Các nhà xuất bản Kinh Thánh của Mỹ đã cùng với Bắc Kinh vận động hành lang rầm rộ để chống lại biện pháp này. HarperCollins Christian Publishing, gọi tắt là HCCP, hiện là nhà xuất bản Kinh Thánh lớn nhất thế giới sau khi mua lại John Devon và Thomas Nelson, sử dụng công ty in ấn hữu hảo để in hầu hết các cuốn Kinh Thánh của mình, cũng như Tyndale House, nhà xuất bản Kitô giáo thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất của Mỹ.
Vào năm ngoái, trước Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ, giám đốc điều hành HCCP là ông Mark Strandwell đã tố cáo mức thuế đề xuất. Ông ta gọi đó là thuế kinh thánh và lập luận rằng nó sẽ buộc công ty của ông phải giảm doanh thu và ngừng xuất bản một số ấn bản kinh thánh. Phản ứng lại, chính quyền Tổng thống Trump đã nhanh chóng miễn thuế cho kinh thánh khỏi mức thuế quan đánh vào Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo tôn giáo có liên quan đến việc xuất bản cũng vận động hành lang, cho rằng thuế quan sẽ hạn chế quyền của tu chính án thứ nhất. Stan John, chủ tịch của Hiệp hội các nhà xuất bản tin lành, tuyên bố rằng thuế quan sẽ gây thiệt hại đáng kể cho khả năng tiếp cận với kinh thánh. Ông tuyên bố trước Ủy ban Thương mại rằng nhiều người tin rằng thuế quan như vậy sẽ đặt ra một giới hạn thực tế đối với tự do tôn giáo. Russell Moore, chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo và Đạo đức của Công ước Baptist miền Nam, khẳng định rằng các mức thuế đề xuất sẽ ảnh hưởng đến khả năng của tất cả các Kitô hữu trong việc thực hiện quyền tự do tôn giáo của họ ở Hoa Kỳ. Mục sư Ben Mandrell, giám đốc điều hành của Lifeway Christian Resource, tuyên bố: "Tôi rất lo lắng rằng lời Chúa sẽ bị bắt làm con tin trong một cuộc tranh chấp thương mại quốc tế. Những tháng vừa qua đã củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc đưa Kinh Thánh đến những người cần. Nhiệm vụ của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự vâng lời Chúa Kitô, bất kể đề xuất chính sách nào từ Washington DC." Không khó để tưởng tượng rằng nếu chính phủ Trung Quốc gây một chút áp lực lên chuỗi cung ứng, các nhà xuất bản kinh thánh của Mỹ sẽ khởi động ngay các cuộc vận động hành lang chống lại các chính sách có cách cứng rắn tương tự đối với Trung Quốc. Và như thế, họ tự biến mình thành một thứ quyền lực mềm trong bàn tay thao túng của Bắc Kinh. Mối đe dọa thuế quan đã kết thúc, nhưng Kinh Thánh vẫn tiếp tục gặp rủi ro, hầu hết là từ các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải từ Washington. Giám đốc tình báo quốc gia John Radcliffe lưu ý rằng nhiều công ty nổi tiếng của Trung Quốc chỉ là một chiêu bài ngụy trang cho các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công ty in ấn Hữu Hào cũng không phải là ngoại lệ. Nó được liên kết với Hội đồng Kitô giáo Trung Quốc, gọi tắt là CCC, và chịu sự giám sát và hướng dẫn trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2018. Vào những năm 1980, Giám mục Đinh Quan Huấn của Anh giáo Trung Quốc, khi đó là chủ tịch CCC, đã đề xuất thành lập công ty in ấn Hữu Hảo như một liên doanh giữa quỹ Hữu Hảo mới của ông và Liên hiệp các Hiệp hội Kinh Thánh Quốc tế, gọi tắt là UBS, để cung cấp Kinh Thánh cho các nhà thờ Trung Quốc. Lòng yêu mến truyền bá tin mừng của UBS đã bị lợi dụng. UBS đã đồng ý và chi ra toàn bộ vốn khởi nghiệp, máy in và giấy in Kinh Thánh, là những thứ mà UBS tiếp tục cung cấp cho Kinh Thánh tiếng Trung. Những cuốn Kinh Thánh được in ra ở đây được xuất khẩu ra nước ngoài, đem lại một số tiền khổng lồ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Trung Quốc, không mấy ai được phép giữ Kinh Thánh. Đó là một thứ hàng quốc cấm ở một số địa phương. Năm 1988, Chủ tịch CCC đã đặt nền móng cho công ty in ấn Hữu Hảo ở Nam Kinh. Ngày nay, nhà máy của công ty in ấn Hữu Hảo ở Nam Kinh rộng 85.000 m2, hoạt động liên tục 24 giờ, 7 ngày trong tuần và là nhà máy in Kinh Thánh lớn nhất thế giới. Nó tự hào đã in hơn 200 triệu cuốn Kinh Thánh, với 25 triệu cuốn Kinh Thánh bìa cứng hàng năm, bằng hơn 130 ngôn ngữ cho 147 quốc gia. Hữu Hảo vừa rẻ vừa hiệu quả với công nghệ in hiện đại, và các máy in được mua lại với giá rẻ mạt từ các công ty nước ngoài. Nhưng danh tiếng của Hữu Hào có thể sẽ sớm bị ảnh hưởng lớn vì các chỉ thị gần đây của bọn cầm quyền Trung Quốc. Tại quê hương Nam Kinh của Hữu Hào, vào năm 2018, Bắc Kinh tuyên bố khởi động kế hoạch dịch lại hoặc diễn giải lại Kinh Thánh của Hiệp hội Kinh Thánh Trung Quốc đáng kính cho phù hợp với các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một phần trong một kế hoạch 5 năm mới được phát động nhằm Trung Quốc hóa Kitô giáo. Các chuyên gia Kitô giáo Trung Quốc có lý do để lo sợ rằng phiên bản sắp ra mắt sẽ loại bỏ sách Khải Huyền và bóp méo các bài học đạo đức thông qua các bài bình luận kinh thánh mới. Một thí dụ điển hình là câu chuyện Chúa Giêsu tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình trong chương 8 Phúc Âm theo Thánh Gioan. Câu chuyện này đã được sửa đổi trong sách giáo khoa Trung Quốc năm 2020
được sử dụng trong các trường trung học dạy nghề do bọn cầm quyền điều hành, để xuyên tạc rằng Chúa Giêsu đã ném đá người phụ nữ. Hữu Hào đã phản ứng như thế nào trước những chỉ thị đáng báo động này? Nó đã tài trợ cho một sự kiện kỷ niệm được dành riêng cho chủ đề Kinh Thánh Trung Quốc và nhu cầu Trung Quốc hóa Kitô giáo. Tại đó, các quan chức trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, CCC, cùng với UBS đã chụp ảnh chung đang tham gia trong một điệu nhảy vòng tròn, nâng ly chúc mừng công ty và được chiêu đãi như VIP. Hữu Hào có kế hoạch in những cuốn kinh thánh mới bị bóp méo. Chúng sẽ là phiên bản kinh thánh duy nhất được Đảng Cộng sản chấp thuận, phủ nhận quyền tự do tôn giáo đối với hàng chục triệu tín đồ Kitô giáo Trung Quốc. Điều này được đưa ra sau các quy định cách đây 2 năm nhằm kiểm duyệt kinh thánh trên Internet Trung Quốc, cấm thanh niên tham gia các buổi lễ tại các nhà thờ và các trại học hỏi kinh thánh, đồng thời cho phép đốt các quyển kinh thánh mà không cần có sự cho phép của nhà nước. Cho đến nay, không có sự phản đối gay gắt nào từ các nhà xuất bản Mỹ. Họ đã không sử dụng đòn bẩy của mình để ngăn chặn cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các nhà thờ tại gia. Họ cũng không dùng nó để đòi trả tự do cho mục sư Vương Nghị của Giáo hội Giao ước Mưa Sớm và hiện đang thụ án 9 năm tù. Người bán sách Kitô giáo Trần Úc bị kết án đến 7 năm tù vào tháng 10 vừa qua, và nhà đấu tranh cho dân chủ công giáo Jimmy Lai Lê Chí Anh là người có thể phải đối mặt với án tù chung thân ở Hương Cảng. Mặc dù họ bắt đầu với mục đích tốt, nhưng các nhà xuất bản hiện đang bị ràng buộc. Việc bảo vệ chuỗi cung ứng này sẽ trở nên không thể thực hiện được khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thắt chặt kiểm soát. Các nhà sản xuất bản Kinh Thánh Hoa Kỳ có thể bảo vệ tốt nhất quyền của tu chính án thứ nhất của người Mỹ và danh tiếng của chính họ bằng cách chuyển ngay việc in ấn của họ ra khỏi Trung Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.